chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh, ngay mương nước gần nhà. Như đã đưa tin về vụ bé trai Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 5 tháng 12 năm 2012, là con trai của anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1985, thường trú tại xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, mất tích khi đang chơi trước cửa nhà ngày 20 tháng 1. Theo anh Nguyễn Văn Hưng, vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 1, âm lịch là ngày 23 Tết, cháu mình chơi trước cửa quán ăn của gia đình. Sau khoảng 15 phút, gia đình không thấy cháu thì đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy cháu đâu. Lúc 10 giờ ngày 21 tháng 1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an huyện Yên Phong cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng về việc có khả năng con trai anh bị bắt cóc. Công an huyện Yên Phong đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Cả gia đình mong ngóng tìm con khi Tết đang đến gần. Anh Hưng cho biết, thời gian qua, hai vợ chồng đến khu vực trên thuê kiosk mở cửa hàng ăn. Cháu mình sống ở quê nhưng thi thoảng vẫn được bố mẹ cho lên cửa hàng. Anh Hưng nói, tôi mới cho con về quê học, cách đây 2 ngày cháu được nghỉ, tôi lại đón con lên. Con tôi rất ngoan, không đi chơi đâu xa. Gia đình tôi không có nợ nần hay thù oán với ai, nên tôi rất lo cháu bị bắt cóc. Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất từ phía lãnh đạo công an huyện Yên Phong, cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu bé xấu số đã bị đuối nước tử vong, đồng thời bác bỏ thông tin cháu bé bị bắt cóc. Theo đó, vào chiều muộn ngày 22 tháng 1, người dân phát hiện thi thể bé Minh dưới mương nước cách quán của gia đình tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khoảng 30 mét. Gia đình cháu bé sinh sống ở Hải Dương nhưng lên Yên Phong ở Bắc Ninh thuê cửa hàng để bán đồ ăn. Người thân của bé Minh cho hay, trên mương có chiếc sàn gỗ và có một lỗ hổng, do bất cẩn nên có thể cháu Minh đã bị rơi xuống đây. Cũng theo người thân của cháu Minh, ở mương nước này có bèo, mương sâu ngập đến cổ của người lớn, vì vậy sau khi cháu bị ngã xuống, gia đình đã không phát hiện kịp. Lãnh đạo công an huyện Yên Phong cho hay, thi thể cháu bé được tìm thấy vào chiều ngày 22 tháng 1. Ngay sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, hiện tại gia đình đã đưa thi thể cháu về và chuẩn bị các công việc tang lễ cho cháu ở quê nhà Hải Dương. Nghi vấn cô gái 20 tuổi bị bắt cóc bằng thuốc mê ở Sài Gòn. Sáng ngày 20 tháng 1, các đơn vị nghiệp vụ công an quận 10 và công an phường 4 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chị TM, 20 tuổi, ngụ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từ thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về nhà an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe của chị M vẫn chưa hoàn toàn được bình phục, nên công tác ghi lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi gây mê bắt cóc giữa Sài Gòn vẫn chưa được tiến hành. Theo ông X, sáng sớm ngày 19 tháng 1, vợ chồng ông cùng hai người con gái đến phòng khám đa khoa Hòa Hảo trên đường Hòa Hảo, phường 4, quận 10 để khám bệnh. Trong lúc chờ ba mẹ và chị lấy kết quả, mở ra phía trước phòng khám uống nước. Tuy nhiên, khi trở ra, cả gia đình ông X hốt hoảng không tìm thấy, cũng như không gọi điện được cho chị M. Đến trưa, trong lúc cả gia đình còn đang hoang mang trước việc cô con gái mất tích bí ẩn, thì ông X nhận được điện thoại của con vừa khóc vừa nói bị người ta bắt, đánh đập rồi nhanh chóng ngắt máy. Ông X kể lại, vụ việc nhanh chóng được ông X đến cơ quan công an trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường 4 nhanh chóng báo cáo vụ việc về lãnh đạo công an quận 10 và các cơ quan nghiệp vụ cơ quan điều tra đến ngay hiện trường ghi nhận lời khai của nhân chứng, trích xuất camera để truy xét. Trong khi vụ việc đang được điều tra, thì khoảng 15 giờ cùng ngày, ông X nhận được điện thoại từ một người đàn ông giới thiệu là xe ôm, cho biết vừa phát hiện chị M ở gần bãi biển Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đã đưa đến cơ quan công an thị trấn Long Hải. Ngay lập tức, ông X cùng người thân vượt hơn 100 km đến chỗ của con. Qua làm việc ban đầu, người đàn ông chạy xe ôm cho biết khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 1, ông thấy một cô gái được xác định là chị M, người như mất hồn đứng giữa trưa nắng gần bờ biển Long Hải. Khi hỏi thăm, cô gái khóc và cho biết cô đã bị bắt cóc lấy sạch tài sản. Từ số điện thoại của chị M cung cấp,
người xe ôm đã điện thoại báo cho gia đình cô gái. Theo ông X, toàn bộ tài sản tư trang của con gái ông gồm tiền bạc, vàng vòng, giấy tờ tùy thân đã mất sạch. Bước đầu, chị M kể với người thân rằng trong lúc đang ngồi uống nước thì có một phụ nữ đến bắt chuyện làm quen, mời uống nước. Chị M trả lời bâng quơ thì bất ngờ bị người phụ nữ này hất ly nước vào mặt. Kể từ thời điểm đó, chị M không biết gì nữa, cho đến trưa tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở biển Long Hải. Trước đó cũng có thông tin về một vụ việc tương tự khi một cô gái 24 tuổi bị bắt cóc bằng thuốc mê trên xe buýt. Cụ thể, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2016, chị T được người nhà đưa đến bến xe buýt lên xe số 202 tuyến Hải Dương Hà Nội để lên thủ đô nộp hồ sơ xin việc. Trên xe, T ngồi cạnh một người đàn ông. Đi được một quãng đường, người này xuống xe, một người phụ nữ mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang lên thế chỗ của người đàn ông kia. Một lúc sau, T ngửi thấy mùi hắc như mùi thuốc bắc, sau đó thiếp đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở một nơi xa lạ trong rừng. Nằm bên cạnh còn có một cô gái. Cách đó một đoạn, có một người đàn ông cầm đèn pin canh gác, T kể lại. Lợi dụng lúc người canh gác thiếu cảnh giác, T và cô gái bỏ chạy thục mạng. Sau đó, T bị kiệt sức và nằm ngất đi, rồi được một anh công an phát hiện. Cô gái kể lại. Bé trai bị người tâm thần sát hại khi đang ngủ trên giường. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt Lương Trọng Thăng, 31 tuổi, trú xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang để điều tra về hành vi giết bé trai 9 tuổi Đặng Văn Khang. Thăng khai khoảng 5 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2016, khi đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô đã đột nhập vào nhà ông Đặng Văn Vững ở cùng thôn. Thấy bé Khang là cháu nội ông Vững đang ngủ trên giường. Trong khi đó, ông bà Vững đi chợ sớm chưa về. Thăng nhớ đến chuyện hôm trước bị cháu cùng các bạn trêu chọc gọi là thằng điên nên xuống bếp tìm dao sát hại để trả thù. Gây án xong, Thăng giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng một nhà dân, ngồi ở quán nước gần hiện trường nghe ngóng thông tin. Sau gần một tháng gây án, ngày 17 tháng 1, Thăng bị khởi tố, bắt giữ. Nghi can có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân, có tiền sử bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền nhiều tháng qua. Mười tiếng phá án bắt giữ kẻ giết nữ tài xế từ vết máu bên sườn xe ô tô. Thưa quý thính giả, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 năm 2013, hai người dân địa phương được nhờ đẩy chiếc ô tô 4 chỗ màu đen vào mua xăng tại cửa hàng trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc đổ xăng, bị chủ hàng phát hiện sườn xe có nhiều vết máu, tài xế có biểu hiện lúng túng trong khi giao dịch. Thấy ánh mắt nghi ngờ của người bán, tài xế đã rời xe bỏ đi. Sự việc được trình báo tới nhà chức trách địa phương. Khám xe, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài vết máu, ổ khóa xe bị cong gập, phía trong có một chiếc giày phụ nữ. Vài tiếng sau, thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi với nhiều vết đâm được phát hiện tại cánh đồng ở xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Cạnh xác có chiếc giày trái, một số tiền nhào nát. Công an hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương phối hợp điều tra xác định hai chiếc giày thu giữ ở hai nơi là cùng một đôi. Từ đây, cảnh sát nhận định chiếc xe và tử thi giữa cánh đồng có liên quan mật thiết. Ban đầu, trinh sát nghi ngờ đây có thể là một vụ cướp tài sản, song trên người nạn nhân còn nhiều tiền, không có dấu hiệu lục soát, trang sức mang theo cũng không bị tháo. Cảnh sát lập luận, nơi phát hiện thi thể là cánh đồng vắng, ít người qua lại. Hơn nữa, còn đề qua cánh đồng quá nhỏ, nếu không phải người am hiểu địa bàn, rất khó đi qua để gây án. Vết đâm vào cổ nạn nhân có tính truy sát đến cùng, đây có thể là vụ giết người đã được chuẩn bị từ trước. Kết quả khám nghiệm cho thấy thủ phạm phải là nam giới, có sức khỏe tốt mới gây ra được những vết đâm mạnh như vậy. Cách ăn mặc của nạn nhân cho thấy đây là người có tính cách mạnh mẽ, quan hệ xã hội rộng. Hướng điều tra được tháo nút thắt khi một chủ nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương cho biết tối 3 hôm trước có một đôi trai gái đi ô tô 4 chỗ màu đen đến thuê phòng. Rạng sáng người phụ nữ lấy xe chở người đàn ông đi, nói là đi Quảng Ninh, không quay trở lại. Một nguồn tin khác cho hay có Đặng Xuân Lợi trú tại Hải Dương do đam mê cờ bạc nên bỏ gia đình đi nhiều ngày qua không về. Anh ta thường đi cùng một người phụ nữ.
10 tiếng kể từ khi nhận trình báo vụ án, lần theo nhận dạng, mô tả của nhiều nhân chứng, cảnh sát phát hiện Lợi đang đi trên một chiếc xe khách hướng Hải Dương về Hải Phòng. Một tổ cảnh sát giao thông được lệnh dừng xe để kiểm tra. Xe vừa dừng, Lợi nhảy xuống tẩu thoát, song đã bị khống chế. Lợi nhận tội, khai nhận người phụ nữ bị sát hại tên là Bùi Thị Lệ, 40 tuổi, trú Bắc Giang. Lệ là tài xế chuyên nghiệp, thường chở các con bạc đi Quảng Ninh đánh bạc để ăn tiền của chủ sới. Đêm 28 tháng 2 năm 2013, Lệ và Lợi thuê phòng nghỉ ở Cẩm Giang, Hải Dương. Sau đó, người phụ nữ này chở Lợi xuống Quảng Ninh đánh bạc. 2 giờ hôm sau, Lệ chở Lợi về sau khi đã thua bạc sạch túi. Do thiếu tiền trả nợ nên khi xe đi qua cánh đồng vắng, Lợi dùng kéo mang theo đâm nhiều nhát vào nữ tài xế. Lợi cướp ô tô của nạn nhân nhưng chạy được nửa đường hết xăng, phải nhờ một người dân đẩy hộ vào cây xăng ở Hưng Yên. Do bị người bán xăng nghi ngờ, anh ta bỏ trốn. Tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Lợi án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!